Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Và đây là cái video mà Quang đã mong muốn thực hiện trong gần 3 năm nay. Bởi vì cái lúc đợt dịch á, bị nhốt ở nhà 3 tháng á, Quang có làm một cái video so sánh Yamaha Frigo với lại Vario. Nhưng mà đó là những video cắt ghép với nhau thôi, không có xe. Quang hai con màu xanh gặp chiếc Vision xanh á. Đó là video cắt ghép thôi, không phải là một video mà chính thức đặt cạnh hai xe cạnh bên nhau như thế này. Và tính từ cái thời điểm đó, tháng 9 năm 2021 tới bây giờ, Quang nghĩ là rất là nhiều bạn lên video so sánh hai chiếc này. Nhưng mà thật ra khi mà Quang search trên YouTube, không ai làm chứ. Chỉ có mấy anh bên Indonesia làm thôi. Việt Nam Quang không thấy ai so sánh hai chiếc này với nhau. Ủa sao mấy bạn làm YouTube lại bỏ lỡ một cái ý tưởng này nhờ? Mình thấy hai chiếc xe này nó cũng khá là thú vị mà. Nó cũng xem mức giá. Ủa không, cách nhau gần 10 triệu chứ. Sorry, gần 10 triệu. Thôi thì công bố cái giá bán trước. Giá bán nó sẽ khác nhau theo từng thời điểm, từng chương trình khuyến mãi, từng khu vực tỉnh thành. Mỗi nơi mỗi khác, mỗi đại lý mỗi khác. Hiện tại giá Frigo bên mình đang bán là 34.500.000 đồng, còn Vario là 43.000.000 đồng nhập khẩu nguyên con từ Indo. Chiếc này á, thì các bạn thấy phong cách thiết kế của Yamaha, không chỉ Frigo đâu mà Exciter các bạn cũng thấy nữa, là những đường cong nam tính. Thường sẽ xuất hiện những đường cong mềm mại trên Trinet hoặc là Rende. Rồi riêng mấy chiếc xe dành cho nam thì là những đường cong mà nó sẽ vuốt mạnh mạnh giống như Exciter. Thì trên chiếc Frigo này cũng vậy, Yamaha nó luôn hướng tới những cái đường cong 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 như vậy. Đó là cái ngôn ngữ thiết kế của Yamaha. Quang không đánh đồng tất cả các sản phẩm nha, nhưng mà đặc trưng thường Quang thấy trên các sản phẩm của Yamaha là như vậy. Còn bên Honda thì nó cũng như vậy các bạn, nó cũng sẽ có một cái phong cách thiết kế mà Quang thường thấy trên các dòng xe thể thao cho nam, từ Winner cho đến là một chiếc xe tay ga như thế này. Đó là những đường thẳng gấp khúc, nó không phải là mấy cái đường cong mà vuốt thẳng vuốt nhọn lên giống như bên nhà da mà bên nhà hon á. Thì các bạn thấy à, giống như cái tờ giấy mà mấy bạn gấp lại với nhau á, đó là cái phong cách thiết kế của Honda cũng như Yamaha. Đó không phải là tất cả các sản phẩm mà đặc trưng Quang thường thấy trên nhiều sản phẩm là như vậy. Mà thật sự về kiểu dáng thì đối với bản thân của Quang, chính bản thân Quang cũng thích chiếc kiểu dáng của chiếc Vario hơn nữa. Nó phù hợp với người Việt Nam quá đúng không các bạn? Chiếc Frigo này có thể là Indo người ta thích, Malaysia người ta thích chẳng hạn, nhưng mà về Việt Nam thì nó lại vắng khách hơn là Vario, bởi vì nó không hợp thị hiếu con mắt của người Việt. Đèn xe là đèn led trắng 2 tầng, đèn đề mi là bóng halogen và đèn xi nhan nằm phía dưới là bóng halogen bên Frigo. Còn bên Vario thì chúng ta sẽ có dãy đèn led định vị phía trên và pha cót là nằm ở phía dưới bóng dưới này, và nó cũng là đèn led để trắng hết. Riêng chiếc Vario sẽ có một cái badge biển số ngoài trước, nếu bạn mua chính hãng thì nó sẽ không có, còn xe nhập khẩu thì tất nhiên nó sẽ có cái badge biển số nằm phía trước. Đó cũng là một cái dấu hiệu nhận biết nhập khẩu. Hai màu này đều là hai màu zin đó nha các bạn. Vario này cũng không phải màu sơn độ chứ, màu zin. Mình sẽ lên một cái video về những cái màu sắc zin mà mình đang có cho mấy bạn ở video sau. Frigo sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Cái này là cái đắt giá trên chiếc Frigo nha. Tại vì á, thường cái tính năng này sẽ xuất hiện như các dòng xe trên 40 triệu đồng, mà chiếc này chỉ có 34.500 đã được sở hữu. Đó là một cái lợi thế rất là lớn của nhà Yamaha. Giỏ này là giỏ không ruột. Kích thước của cái giỏ xe là 12 inch bên chiếc Frigo. Còn Vario thì chúng ta sẽ có thắng đĩa và có CBS chứ không có ABS. Nó là cái hệ thống thắng kết hợp á. Và cái giỏ xe của Vario cũng là giỏ không ruột, kích thước sẽ lớn hơn. Kích thước của nó là 14 inch. Về cái đặc điểm này thì Quang thích cái bánh của Vario và Quang thích cái thắng của chiếc Frigo hơn. Chúng ta quan không có suối các bạn mua chiếc nào đâu, chiếc nào nổi bật thì tính năng nào thì mình sẽ nói tính năng đó. Ví dụ như bên Vario sẽ có một cái khóa thắng ở chỗ này mà bên Frigo không có. Mấy chiếc xe của nhà Honda thì rất là nhiều dòng xe có cái tính năng này, chiếc Frigo không có tính năng đó nha. Cái thắng nó không có khóa, không khóa được. Rồi, đó là phần mặt trước của hai dòng xe này. Chúng ta sẽ chuyển sang phần cụm công tắc của xe. Đầu tiên là bên nhà ga trước đi, thì nó sẽ có chế độ tự tắt máy khi chúng ta dừng xe với cái tên gọi là Stop and Start System SNS. Ở dưới này sẽ có công tắc đèn, chúng ta vẫn tắt được cái đèn đó. Cái này cũng là một tính năng quan trọng nha. Mặt đồng hồ điện tử nhưng mà nó hơi hạn chế nha, không xem được giờ, không xem được mức tiêu hao nhiên liệu gì hết. Ở bên này sẽ là pha cót và vị trí đặt kèn sẽ nằm ở dưới cùng, xi nhan sẽ nằm ở giữa. Về cái vị trí đặt kèn, Quang thích nhà ga hơn. Còn bên chiếc Honda nhập khẩu này, chúng ta vẫn có cái chế độ tự động tắt máy với cái tên là Idling Stop ESS đó. Ở đây sẽ không có công tắc đèn ha. Mặt đồng hồ của nó thì nó sẽ hiện thị nhiều thông số hơn so với Frigo. Về cái vị trí công tắc đèn và xi nhan của chiếc Vario, nó sẽ nghịch lợi với nhà ga, thì cái xi nhan nó sẽ nằm ở dưới cục đó. Mỗi người sẽ có một cái sở thích khác nhau.
còn Farcot nó nằm chung ở phía trên. Rồi cái ghi đông á, thì các bạn thấy là Vrigo sẽ cao hơn Vario ha. Nói chuyện người ta cũng tính toán để cho người ngồi một cách thoải mái rồi. Cái này thì mình nghĩ nó không có sự đáng kể nhiều đâu, vì cái độ cao yên nữa mà. Bên Vrigo thì cái sạc điện thoại nó sẽ nằm ở phía bên ngoài như thế này. Hệ thống khóa thông minh Smart Key, chúng ta sẽ xài remote không có xài chìa ha. Ở đây sẽ có một cái móc treo đồ, vị trí ngay chỗ này. Còn bên nhà Honda thì các bạn cũng sẽ có khóa thông minh Smart Key như thế này. Mình nghe nói bản 2024 mình như là bỏ khóa chìa rồi. Ở đây sẽ có một cái hộp chứa đầu cạn cạn nè, có móc chứa đầu, và sẽ có một cái hộp chứa đầu sau có cái nắp đậy như thế này. Trong này chúng ta sẽ có sạc điện thoại luôn, và các bạn có thể để đồ một cách thoải mái ở dưới. Và cái sạc điện thoại của Vario nó sẽ là đầu USB, chúng ta sẽ không cần phải mua cái tẩu chuyển đổi gì nữa mà ghim vào sạc luôn. Còn bên kia thì nó làm giống ô tô vậy đó, phải mua một cái tẩu chuyển đổi nữa để nó thực hiện nhiều chức năng hơn. Các bạn sẽ có một cái nắp đậy ở đây nữa ha. Rồi đó là về cái phần cụm công tắc. Rồi ở dưới này sẽ là mức tiêu hao nhiên liệu 2.02 lít trên 100 cây là mức tiêu hao nhiên liệu của Vario. Còn bên Vrigo thì nó là 2.03 lít trên 100 cây. Tính ra nó cũng không có chênh lệch nhiều, nó cũng xem như nhau thôi. Tầm khoảng cả 50, 4 mấy tới 50 cây một lít xăng, tùy theo người chạy và tùy theo cái mức độ lưu thông trên đường như thế nào. Vì mức tiết kiệm xăng thì nó như nhau. Rồi, vị trí bình xăng mới khác biệt nè. Vrigo chúng ta sẽ có một cái bình xăng nằm ở phía trước. Đó, cái đặc điểm này Quang thích nhà ga hơn nha, rất là tiện nha. Chúng ta đổ xăng không cần phải xuống xe, ví dụ đi 3 người gia đình chẳng hạn, đổ xăng không cần phải xuống xe để mở cái cốp, mà cứ ngồi trên xe. Vị trí bình xăng nằm phía trước rồi, nhưng mà cái dung tích nó sẽ nhỏ hơn nha, nó tầm khoảng cỡ 4.2 lít. Rồi bên Vario thì cái bình xăng nó sẽ nằm ở vị trí trong cốp, và cái bình xăng của nó sẽ lớn hơn tầm khoảng 5.5 lít. Đó, chính vì cái bình xăng nằm trong cốp á, thì chúng ta sẽ có một cái cốp không quá rộng, cốp nó tầm khoảng cỡ 18 lít. Nhưng mà mình thấy nó cũng để đồ cũng thoải mái rồi. Cân nặng xe là 112kg nè. Năm sản xuất là 2024. Đây là một trong những màu sắc của 2024, màu xanh nhám, và tem của nó rất là ít, chỉ có chữ Vario thôi. Đó là toàn bộ cái phần ở trong cốp yên xe. Còn bên Vrigo thì chúng ta sẽ có một cái dung tích cốp xe lớn hơn, với tổng thể là 25 lít. Bởi vì bình xăng nằm phía trước nên chúng ta sẽ có một cái cốp rộng rãi hơn, các bạn sẽ để được nhiều đồ hơn. Đó. Về cân nặng của xe thì nó sẽ nhẹ hơn chiếc bên kia 10kg, nó 102kg. Năm sản xuất 2024 luôn nè, vẫn là 125 như nhau ha. Chúng ta sẽ sử dụng remote. Xe Yamaha thì chỉ có một cái remote thôi và một cái mặt nạ 6 số. Còn bên Honda thì nó sẽ có hai remote. Cái này cũng là một cái đặc điểm khác biệt nữa đây. Nó sẽ có hai remote. Tất nhiên nó cũng sẽ có cái mặt nạ để chúng ta mở khóa khẩn cấp rồi. Quay sẽ làm một cái video để hướng dẫn sử dụng ổ khóa xe nhập khẩu này riêng ha. Rồi, có cái hộp này tiện ha. Đó là sự khác biệt ở phần bên trong cốp. Các bạn lưu ý một điều nữa là mình nhắc lại, ở video này mình không xúi các bạn mua xe nào hết, bởi vì chiếc nào phù hợp với nhu cầu các bạn thì các bạn mua thôi. Cái nào ưu điểm, cái nào khuyết điểm mình sẽ nói. Cả hai đều sẽ có cái sàn đĩa chân để chở thùng bia, chở chó, chở mèo, để đồ. Thích cái sàn đĩa chân như thế này, nó tiện, nó không có bị kẹt bình xăng. Nói chung mỗi người một sở thích các bạn. Có nhiều người thì người ta thích cái kiểu của Airblack hoặc là MV có bình xăng như đó, để gắn cái ba ga nhiều khi treo đổ đó, hoặc là nhìn chiếc xe nó sẽ mạnh mẽ hơn vậy đó, mọi người sở thích. Còn riêng Quang thì Quang sở thích một chiếc xe tay ga có một cái sàn để chân như thế này, như là hai dòng xe này. Nếu mà so sánh hai chiếc này á, thật chất á, phải so sánh chiếc Vario 2024 này với chiếc Vrigo của bản Indo kìa, nó mới xứng tầm với nhau. Chứ chiếc Vrigo này nó ra từ năm 2019 tới bây giờ, sự thay đổi gì. Rồi Vario chúng ta sẽ có một phục, và Vrigo cũng sẽ có một phục. Hai xe đều có một phục như nhau. Mấy chiếc xe mới bây giờ nó vậy. Có nhiều khách hàng á, bây giờ họ đang chạy chiếc xe một phục mà họ không biết nữa. Thiệt á, có nhiều khách hàng Quang phải dẫn ra Quang chỉ á, xe của anh chị đang chạy cũng một phục đấy. Thì anh chị mới biết là xe mình sử dụng bấy lâu nay là một phục. Vrigo sử dụng động cơ 4 thì SOHC, công nghệ ESP và làm mát bằng dung dịch. Đó, có cái két nước đó. Công suất tối đa là 8,19 kW tại 8.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 10,79 Nm tại 5.000 vòng trên phút. 4 kỳ một xi lanh ha. Còn bên Vrigo nó sử dụng động cơ BlueCore 4 kỳ SOHC làm mát bằng không khí ha. Và sẽ có cái công suất tối đa là 7 kW tại 8.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 9,5 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Cả hai xe đều là thắng đầm ở phía sau, và vỏ xe cũng là vỏ không ruột thôi. Kích thước thì nó cũng sẽ khác nhau, 12 inch và 14 inch. 12 inch của nhà ga và 14 inch của nhà Honda. Xi nhan thì nó sẽ nằm rời cái đèn hậu á. Xi nhan nó nằm ở dưới phía dè như thế này, nằm ở chiếc Vario là như vậy. Về cái dè chắn bụng thì mình thấy nó hơi nhỏ, và cái khoảng cách so với cái bánh nó xa, nên mình nghĩ chạy chiếc Vario này trời mưa sình sẽ văng lên rất là nhiều. Đó là điều tất yếu.
các bạn có thể thấy nhìn cái gì. Còn bên Vigo á thì cái xi nhan của nó sẽ tích hợp chung với cái đèn hậu chung một cụm như thế này, nó không nằm rời ra, và cái dè của nó thì nó to hơn và nó nằm gần cái bánh hơn, thì cái khả năng gian sình của nó sẽ ít hơn. Nói chung nó cũng có dặn đấy chứ không phải không có đâu. Mà da cũng không có bán loại trắng bùng cho chị, trắng bùng con của chiếc Rigo nữa. Đó là cái phần nhìn từ phía sau của chiếc này. Về cái khoảng sáng gầm xe thì ở bên Rigo là 135, độ cao yên là 780. Còn khoảng sáng gầm xe của Vario là 131, độ cao yên là 769. Nhưng mà mình thấy tầm khoảng 1m6. Ê khoan, vì cái cản đi, cái bài cản thì mình dắt thử thì hai xe nó cũng dễ dễ như nhau, nhưng mà thật sự bên Vario sẽ dễ dắt hơn. Rồi, về cái độ cao yên á thì tầm 1m6 mấy, 1m6, 2m6, 3 gì đó. Các bạn chạy Vivo, nói chung xe này dòng xe phổ thông mà, nó không có bị cao quá, không có cái gì quá thể thao nằm ở trên chiếc xe này như NVS nhỏng lên rồi các thứ, thì xe này dạng tầm trung rất là dễ sử dụng, nên chiều cao yên thì nó không kén người chạy. Video vừa rồi là cái sự khác biệt cơ bản của hai chiếc xe này. Rồi, thông tin cửa hàng quay xe để dưới phần mô tả nha. Có hỗ trợ trả góp đầy đủ hết cho các bạn, có thôi sự cụ để xem mới luôn. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc ha. Xin chào và gặp lại. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye.